Đà Lạt Milk hoàn toàn từ sữa tươi. Ơi ông. Trời. Mời để lại bảng màu. Đội nào có đáp án trước thì đập tay, giành quyền trả lời. Nếu trả lời sai đội kia tự động thắng. Ủa mình thắng rồi mà tại sao mình chơi? Chơi phụ thôi. Đội thắng thì em cho, đội thua thì mua nước cho anh em uống. Ok. Trả lời thua tự động đội kia thắng nha. Màu đỏ thấy không? Thấy. Màu xanh dương thấy không? Thấy. Hai màu này trộn lại ra màu gì? Màu tím. Màu cam. Màu tím. Màu tím. Màu cam. Đây tím, đây cam. Theo Trương Thế Vinh là người chuyên vẽ tranh thì nó sẽ ra màu tím. Màu tím. Trời. Theo Lâm Vĩ Dạ là hay màu cam. Nói mà ra màu cam một cái cho tôi cười em ba ngày. Màu cam là màu đỏ, màu vàng phải không? Theo Lâm Vĩ Dạ thì nó ra màu gì? Màu cam. Màu cam, một người không bao giờ vẽ. Nếu như mà bên đây màu cam thì bên đây khẳng định mù màu. Màu đỏ và màu xanh dương này hòa lại với nhau không ra màu gì cả. Về bên mỹ thuật, người ta báo lại với chúng tôi. Là màu tím. Anh sợ tôi chưa? Ôi, tôi không biết gì, tôi cũng trả lời như đúng rồi. Anh sợ quá tôi chưa? Sợ rồi. Hay quá. Lần đầu tiên trong lịch sử ngu mà còn khoe nha. Ngu mà còn khoe nha. Hay quá. Cái phần mà 100ml nước. Yeah. Là đội bên mình sẽ trả. Không, không có đội, không có đội. Người nào trả lời người đó trả chứ. Dạ thôi. Đội gì? Phải. Cái gì? Phải rồi, phải rồi. Tao có liên quan gì? Tức là vậy nè, hồi nãy á là Lan Ngọc có nói ngỏ ý với chị Lê Khánh là chị ơi, em có một cái quán về đồ ăn và về nước. Quá mà hổng rày nó ế quá. Chị có thể nào ủng hộ? Chị Khánh nói chị mua 100ml để tất cả mọi người. Không có, chị nói chị mua 200ml rồi. 100ml bớt lại. Thì bây giờ là đội mình thua thì thay vì kêu 100ml nữa thì không ai uống. Mình sẽ lấy 100ml đó mình uống luôn. Mình chung với cái cá cược này luôn. Và chị Khánh khỏi phải trả tiền. Đội bên đây lo. Ơi, em biết là em sai rồi. Đội của tôi hồi nãy á, là nói là khi nào ba đứa hợp lại ra kết quả thì tự nhiên màu cam. Tại vì em lộn. Giống như em vô trong quán nước mà em kêu tính tiền để tôi, để tôi. Không có, mà với lại anh cũng nhìn nè. Cái này là ba màu khác nhau, không có đồng đội gì ở đây. Chúng tôi không có đội. Đúng vậy, chúng tôi chơi đúng riêng lẻ. Có những gương mặt đó kìa. Những gương mặt đó kìa. Yeah. Ngọc nè nè, không có chung màu luôn, hai con bướm hồng. Rồi, mời tất cả đi uống nước. Mời, 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 mời. Đây, 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 đây. Đi uống nước thế nào. Từ đầu đặt cái tên gì? Bất tài vô dụng. Cái tên đội đó. Luôn thắng. Luôn thắng có nghĩa là luôn bóp 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 thắng á, thắng lại á, chứ không phải là thắng là luôn. Thật sự là ngày hôm nay đến với nhau là một cái duyên. Không, không, không. Không, để em đến nói với đây. Nhau đó là cái nghiệp. Đến với nhau đó là cái nghiệp. Đến với nhau là cái duyên. Thì tình cảm anh em từ đầu tập tới giờ không có thấy sự kết nối một cái nào hết. Thiệt sự là lên như vậy thì khán giả người ta cũng đánh giá anh em mình. Đúng không? Bây giờ cho một lần đội chơi với nhau cái trò này, chạy thẳng qua. Ai trúng lỗ nào trúng. Ai nghiệp nấy lãnh á. Ai nghiệp nấy lãnh á. Trời ơi. Em nói như là tiết luật sắp lãnh nghiệp vậy. Cái đầu đó mà tán ở đây kỳ lắm nha. Chơi không? Chơi. Ba đứa mình chơi. Chơi. Chạy qua đây. Cùng nắm tay vàng hàng ngang. Đúng. Rồi, cho mượn cái này ạ. À. Rồi, sẵn sàng chưa? Chưa. Ngon ngon ngon. Sai 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 sai. À đâu? Em đây, em đây. Nhạc lên. Go. Nó lôi đi đâu? Nó lôi đi đâu vậy? Nó lỡ rồi. Ai vậy? Anh Luật phải không? Luật phải không? Chạy luôn Luật. Anh em mình chơi luôn. 1, 2, 3. Mà, dạ. Chạy mạnh lên, chạy mạnh lên. Ủa khoan, giọng Ngọc đâu ạ? À? Ngọc vượt quá được rồi. 1, 2, 3. 2, 3. Ủa? Không được, vướng. Lan Ngọc đâu rồi? Ủa? Ủa vậy là giờ xóa rồi. Đi chạy qua đi, anh Luật qua luôn rồi. Ủa là anh Luật qua luôn rồi hả? Đúng rồi. 1, 2, 3. Thôi nghỉ đi,
kỹ đi, tự nhiên ngại. Tôi qua rồi. Trời ơi, cái cảm giác là lần đầu tiên em có luôn á. Làm lại cái nữa nha. Trò chơi rất đơn giản, nhẹ nhàng mà quan trọng là không tốn sức. Có thoăn thoắt đôi tay không? Không, cái trò chơi này mình không dùng tay mà mình dùng miệng. Dùng miệng. Dùng đôi bờ môi này để giành được chiến thắng. Được, nếu mà không dùng tay thì anh ok, em muốn chơi cái gì cũng. Đây là trò chơi hát nối chữ. À, nếu giờ như mà ai thắng thì người đó sẽ được người kia bao trà sữa uống. Nhất trí. Anh biết chơi trò đó không? Biết chứ. Nghĩa là cuối cái câu hát của em là chữ gì thì đầu câu hát của anh sẽ phải là chữ đó. Rồi, chúng ta bắt đầu đi. Giây phút em gặp anh là em biết anh si tình. Tình anh như nước con sông dài. Con nước về cho cây trái trổ bông. Tình em như lúa xanh trên đồng. Em, hãy vô chị em đi. Ủa anh, sao anh ngưng đoạn hậu vậy anh Vinh? Ủa chứ có ai cấm đâu. Bài nào mà có chị em ta? À, nếu mà anh đã ngưng như vậy thì anh đừng trách em. Vô. Em gì ơi, em gì ơi, em gì ơi. Này này. Ủa? Cái gì vậy? Em hát bài em gì ơi đó. Cái đầu câu nó phải đúng là này 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 em gì. Ủa? Ơi em gì ơi. Anh ơi, nguyên một câu người ta vẫn đủ nha. Này này em gì ơi, em gì ơi, em gì ơi. Thì bây giờ chữ này này em để ra cuối thôi, vẫn đủ chữ mà anh. Em gì ơi, em gì ơi, em gì ơi. Này này. Rồi, ok. Này đúng không? Tại anh ăn gian trước cho nên em ăn gian luôn. Này đúng không? Tôi giang bộ, tôi câu giờ tôi suy nghĩ thôi. Rồi chữ này đó, tôi phách anh thắng. Này cô bé có mái tóc đuôi cà, đạp xe trên phố, phố đông người qua. Wow, anh Vinh ơi, quá tuyệt vời. Khi mà anh Vinh nhắc đến tóc đuôi gà, làm em tự nhiên chợt nhớ đến một thử thách có liên quan đến tóc trong cái tập phát sóng, đó là khách mời Võ Tấn Phát. Anh nhớ, nhưng mà có nghĩa là em công nhận em thua rồi đúng không? Em mời anh trà sữa rồi. Thưa quý vị, đó là thử thách được mang tên là Hớt Tóc Quyến Rũ. Tập đó làm sao em kể sơ sơ nè. Thôi không có kể, coi luôn đi cho nó hấp dẫn. Coi luôn đi ha. Dạ vâng ạ. Chúng ta sẽ có một trò chơi đơn giản như sau. Có hai lượt chơi. Lượt đầu tiên 6 người, lượt tiếp theo cũng 6 người. Bốc thăm để giành vị trí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hãy chọn màu cho đội mình. Màu đỏ. Rồi, đội mình màu đỏ thì đội lại là màu xanh. Ủa? Không có sự lựa chọn. Mỗi bạn sẽ có một bộ tóc giả đội vào, nhúng vào nước màu đỏ. Và chúng ta đứng trước cái tấm bảng mà quy định về con số 1, 2, 4, 5, 6. Chúng ta sẽ hất lên. Sau một lượt chúng ta sẽ hạ bảng xuống. Ai thuộc đội nào có cái vệt nước cao nhất thẳng. Trời ơi, vậy là tôi thua. Tại sao? Cơ bản tôi đâu giờ hớt tóc được. Bữa nay anh có tóc giả, giả mà giả. Nhưng mà nó có cái gì để bám phiếu. Nó có cái dây trong mà. Ai chiều cao là lợi thế. Chưa chắc. Ủa nhưng mà được, được, được chịu. Được hết á. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng ạ. Đội bên kia chơi trước. Đâu có bốc thăm chung thượng chứ em. Đúng rồi. Làm gì có chuyện chơi trước chơi sao em gái. Trời. Không lẽ số 4 nữa. Số 4 rồi. Ê, số 1 lại. Em à. Số 1 Võ Tấn Phát xin mời. Màu xanh là màu của đội mình. Chào chị em đi gọi đầu nha. Chào chị em đi gọi đầu nha. Ôi cho thằng Thao bù kết gọi xanh đầu luôn nè. Mẹ lắm, xanh bé cảnh này lắm. Trời. Xanh giận cái tay luôn. Chị cẩn thận cái đầu chị. Em yên tâm. Ủa cao vậy. Đây. Ủa ghê vậy. Trời ơi. Số 2 là em.
Không mà nhìn cái thao đỏ đỏ này ghê nha. Trời, Ngân chắc qua luôn quá. Ê thấp. Không, chưa chưa, cao lắm. Xéo chân kia kìa nha. Chú lên kia có cái cọng tôi trên kia. Trên nữa, trên nữa anh Giang, trên nữa. Tiếp tục. Tranh thủ chứ nó đâu đông đặc rồi đó anh. Đúng rồi anh Luật ơi, đừng có để cho hết nước. Văng vô mặt rồi Ngọc. Đừng có để hết nước. Hết nước rồi. Ồ, lại luốt luôn á. Cao lắm, cao lắm. Cao trên luôn kìa. Rồi, tiếp theo. Mình kinh nghiệm kìa, quay cái tóc ngược lại kìa. Ủa sao quay tóc ngược lại vậy? Ai cho quay tóc ngược lại? Ủa, được. Xé xé một bên được rồi. Cứ nghĩ là mình khôn hơn người ta không à. Búng lên anh, búng lên. Trời ơi, đụng nóc rồi. Trời ơi, anh Vinh lên nóc luôn. Đụng nóc luôn. Đó. Ngon lành. Chị nhảy lên luôn. Tiếc canh. Nãy em quên nhảy. Trời ơi, cái quậy kìa. Vừa ướt rồi là em búng liền. Ai? Ơi, ơi, ơi. Sao mà bắn được tôi? Cũng cao á. Em cũng cao lắm kìa. Nhưng mà chưa đụng chưa trận. Chưa làm anh Vinh. Nhanh nha. Ủa cái bảng của em ở đâu vậy? Đây 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 đây, ngay chỗ anh à. Em đem theo cho em. Đi đi em dắt đường cho. Rồi đi thắng rồi chị đừng lo. Đâu 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 đâu. Thấp nhất nãy giờ. Dám thấp đâu. Bây giờ chúng tôi sẽ kiểm tra. Đi từ vị trí đầu tiên đến vị trí cuối cùng. Đây là vị trí tấm bảng của Võ Tấn Phát. Cao nhất nằm đây. Rồi. Thúy Ngân chúng ta thấy là đây là tấm bảng mà nãy chúng tôi đã thử test trước bằng một cái màu khác. Thì những màu khác nó cũ nằm đây. Còn cái màu mới là cái màu hoàn toàn đậm hơn rất là nhiều. Đây. Đây là cái cao nhất của Ngân rồi nằm đây nè. Đúng rồi, đây là của Tiến Luật. Đúng rồi đó. Tiến Luật hiện tại đang cao nhất. Cái này là của chạm đỉnh luôn. Ăn rồi, ăn rồi. Anh Vinh thắng rồi. Khả năng là Vinh có thể cao hơn mà tại vì cái bảng này không đủ lớn á. Nhiều khi nó dính cho ra cái đèn chẳng hết. Lan Ngọc đây. Và Lan Mỹ Dạ. Thấp chuột. Dạ cái cao của Dạ nè. Cái cao của em bên Lan Ngọc á. Đúng rồi, cái cao Dạ là nó bị qua bảng của Lan Ngọc rồi, không được tính. Như vậy Vinh lượt đầu tiên có bảng màu dính cao nhất thuộc về đội bên mình. Đội bên mình. Coi như là lượt đầu tiên thôi. Bây giờ đã có kinh nghiệm hết rồi. Bây giờ là lượt thứ hai. Võ Tấn Phát xin mời. Rồi. Chơi mà. 1, 2, 3. 2, 3. Ê, thấp hơn thấp rồi. Rồi. Thấp hơn rồi. Nói tới đây tới đây. Ê, ê, ăn gian, ăn gian. Em đúng rồi. Không, cậu vô đã. Đã chơi dở luôn còn chơi dơ nữa. Không ý là chơi dơ mà dở. 2, 3. Ê, ê, coi chừng tuột tóc thiệt anh ra luôn vậy. Rồi, ok rồi, lùi lại. Rồi, ok. Nghe lại xíu nữa đi. Ông được rồi. 1, 2, 3, 2, 3. Cao không? Cao trên kia được kìa. Yeah. Hình như có một đồng lõ nào đây nè. Đó, đúng rồi. Hình như á. Đây, mình cậu có hai người trên đỉnh rồi. Hai người lên đỉnh rồi. Ủa, anh Vinh nhiều nước dữ. Ơi yes. Em thấy văng qua bên kia luôn kìa. Rồi, hình như có một lúc ở đây nè. Ủa, lên đỉnh. À, ở trên kìa, trên bên phải, bên trái, phải, ở trái. Cái kế bên cái mặt đó, đúng rồi. Rồi, tiếp theo. Dắt chị. Ngâm mỹ luôn. Ở đây. Dắt đi rồi, xong rồi. Ngoan. Đi. Nghe lại. Xúc. Wow. Em ơi, nhớ con kiến chiếu hậu nha cưng. Rồi, xúc. Đúng rồi, rồi. Chơi. Ok. Lên. Bây giờ chúng ta sẽ hạ xuống để xem chính xác là bắt đầu. Này của ai? Của em. Tân Phát. Thôi, được một. Dỡ được một. Nhưng nó đẹp hơn anh. Nó phân chia dày mỏng. Thôi mà, giờ dỡ bài ý kiến quá. Trời ơi, em là văng ra đằng sau luôn kìa. Hay quá à. Đó là Thiên Ngân. Cái này là của ai? Tôi nè, trên đây luôn nè. Trời ơi là trời. Cao hơn Ngân luôn á.
Alo, 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 em đây. Trời, cũng nhanh ngang cửa tiết lực luôn. Này là của ai? Của Lan Ngọc, không có. Lan Ngọc thì tới đây thôi. Đó, của em văng qua bên kia rồi. Không có lưu lại được là không tính chứ giờ sao? Rồi, cái này là của em. Nó nằm đó một riêng một góc trời luôn á. Hai cái vượt tầm mới. Bên mình chỉ có một cái vượt tầm mới. Còn những cái còn lại vẫn thắng làm như vậy luôn. Đúng không? Đúng vậy. Bên kia thắng. Quê. Có nghĩa là gì? Sau hai lượt, mỗi đội thắng một lượt. Quê. Giờ làm sao để phân thắng bại đây? Thật là khó quá đi. Bây giờ chia hai đội, mỗi đội có 30 giây. Đội nào uống hết hai thao này thắng. Đội nào uống hết hai thao này thắng. Em xin thua. Em thua non. Rồi, bác đã thua rồi kìa. Cho em cử anh luật. Bác chưa thua, khùng quá. Bác chưa đã thua rồi, bác chưa cử. Trời anh Lực, trời anh thương anh Lực quá ha. Đang hòe ở trò chơi này. Thì bên kia đã thua non rồi. Thì bây giờ mình tính hòe thôi.